Thank you.
Bây giờ đang tập hát, chưa đến giờ lễ, còn 15 phút nữa mới lễ. Ca đoàn không có, thường ở Việt Nam là đi tập hát một ngày khác. Đi hình như một tuần tập tới 3 ngày, còn ở đây không có tập gì hết. Trước tháng lễ, nửa tiếng hay 15 phút, cái họ tập một lần là họ xong luôn.